mình giữ, giữ hay đến mức độ đến một lúc nào đó thần chết xuất hiện nằm trên giường chuẩn bị ngáp ngáp đó, phải nói lời chia tay. Nói chứ giờ sao giờ, không chia tay cũng phải chia tay, có ai sống mãi ngàn năm giữ hoài được không? Không. Một đời người thưa với quý vị chỉ có 36.000 ngày, là chúng tôi làm tròn 100 năm đó. Bây giờ 1 năm là 365 ngày, phải không nè? 10 năm là nhiêu? 3.650 ngày. 100 năm là nhiêu? 36.000 ngày. Mà quý vị thấy một ngày nó nhanh không? Nhanh không? Từ mới good morning cái chiều good night rồi. Thiệt. Quý vị mới 2 giờ sáng không? Bây giờ chuẩn bị trưa rồi nè. Giảng xong là chuẩn bị đồ ngọ đó. Đồ ngọ xong mà thấy chiều đã tới rồi. Một ngày nó nhanh dữ lắm. Chúng tôi có một cái câu niệm chú mà chúng tôi muốn quý vị phải niệm hàng ngày để thấy một ngày nó nhanh như thế nào. Mời quý vị đọc theo. Nhắm mắt mở mắt hết một ngày, nhắm mắt không mở mắt hết một đời, sống qua ngày chờ qua đời, sống qua ngày chờ vô hòm. Đó. Niệm đi. Quý vị niệm cái này nó hay lắm. Vì mình khổ là mình tham, mình mong cầu, vọng mong tương lai, ám ảnh quá khứ. Quá khứ lúc nào mà chúng ta tiếc nuối dữ lắm. Thứ gì để mất của cải, mất sức khỏe, mất quyến thuộc bà con, mất đủ thứ là chúng ta ám ảnh tiếc nuối. Rồi chúng ta hy vọng mong vọng móng trong tương lai là mình được cái này được cái kia, sẽ giàu có vân vân, mà quên mất hiện tại. Nên lắm chuyện bi hài, cuộc đời này nó vui buồn lẫn lộn là vì lý do đó. Mà quý vị biết theo nguyên tắc á, thì hễ vui nhiều thì khổ, khổ nhiều. Vui ít thì khổ, khổ ít. Vui vừa vừa thì khổ vừa vừa. Mà mình đây mình ham vui nhiều lắm. Có vui thì sẽ có buồn. Đó là nguyên lý và cái pháp đối đãi. Có vui thì sẽ có buồn, có sướng, có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Vỗ tay đi. Đời người thì sanh tử, tử sanh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Cho nên mình cứ ám ảnh bởi quá khứ mà lo lắng cho tương lai, mình quên mất hiện tại. Hôm nay chúng tôi muốn quý vị là tập sống hiện tại, tìm vui trong hiện tại. Nhìn lên thì cảm thấy khổ tâm lắm, những người hơn mình. Mà nhìn xuống thì sao? Thấy mình hơn nhiều người lắm. Quý vị thử về quan sát cái này đúng không? Mình giàu cỡ này rồi, nhà cửa 2 căn, đất đai thì vài miếng, đi xe hơi, mà cứ nói còn khổ hoài. Nhìn lên nói trời ơi, cô kia cổ sao mà cổ giàu dữ vậy sư. Trời ơi, giàu nghèo là nghiệp mỗi người, phải hiểu như vậy. Ta tạm biết đủ là vui trong lòng. Đừng trách trời đất bất công, mà nên xét lại cõi lòng của ta. Cái lòng mình nó ngộ lắm quý vị. Khi chưa có thì muốn cho và có. Có rồi thì sao? Đó. Cái lòng tham của mình là nó vô chừng. Thấy không nè? Người ta khuyên mình là
đừng nên lưu luyến say xưa, xả ly đừng chấp, đừng ưa so bì, đam mê dục lạc mà chi, ta còn không có, có gì của ta. Đủ duyên thì hòa hợp sinh ra, hết duyên tan rã, có gì ta đâu. Chấp chi mang khổ mang sầu, nhẹ nhàng buông xả, không cầu không tham. Sân si nhất định không làm, đơn sơ biết đủ, không ham muốn nhiều. Tiền tài vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa. Trời ơi, nghe thấm không? Không biết bao nhiêu cho vừa. Thật sự là như vậy. Nếu mà nó có chừng, có mực, có mức độ, chẳng hạn như bây giờ quy định là mỗi người có được bao nhiêu tiền là nhất định như đó là mình sung sướng đi. Không có. Bởi vậy nhiều khi tỷ phú cũng còn thấy khổ. Những người mà nhiều tiền quá bắt đầu nó khổ vì tiền. Nó khổ vì tiền quý vị. Tiền á, thì nó, lúc mà mình chưa có, mình mong nó có để mà mình được vui vẻ. Nhưng mà khi mình có rồi thì sao nó khổ gì nó. Cho nên cái bài giảng hôm nay tụ trung là gì? Tập chấp nhận, tìm vui trong hiện tại. Thì hiện tại của mình nghèo mình cũng vui, mà hiện tại của mình giàu mình cũng vui. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Vì người khổ than mình không nói, mà người giàu còn than nữa mới ghê. Trời ơi, giàu muốn chết vậy đó mà cũng than nữa. Ngày xưa quý vị biết không, khó khăn khổ cực á thì mình chỉ muốn làm sao ăn no mặc ấm thôi, có ăn là mừng rồi, không bị chết đói, mặc cho nó ấm là mừng rồi. Bây giờ là ăn mà ăn không nổi à. Bây giờ có nhiều người đâu có ăn nổi đâu. Đúng nè, bây giờ mới ăn không nổi thì phải lựa ăn ngon. Thì mặc thì phải sao? Mặc sẽ đẹp. Trời ơi, mặc ấm được rồi, bây giờ bày đặt mặc phải màu vàng mới chịu à, phải màu xanh mới chịu à, phải màu đỏ đỏ bong bong qua qua mới chịu à. Là cái đồ này mua ở Đà Nẵng không chịu đâu, mua ở Sài Gòn. Trời ơi, có sáng có con Phật tử nó xui rồi, cái bộ đồ này con mới mua ở bên Sài Gòn đem về mặc. Trời ơi, Sài Gòn Đà Nẵng giống nhau, miễn sao mình mặc được thôi. Nhưng mà bây giờ là thích ăn ngon mặc, mặc đẹp mới mặc. Mặc xấu xấu không mặc. Màu thì phải chọn đúng cho màu à nghe. À, có cái bài hát mà biết anh thích màu trời cho nên em chọn màu áo xanh. Trời ơi, ẩn không? Chứ bây giờ mặc áo đỏ vô không được. Cho nên là mình phải cung cấp. Tức là cái đau khổ là gì? Đau khổ là do bất tội nguyện. Thứ nhất là gì? Cầu mà không được, nó sanh ra, nó khổ. Mà mình thì tối ngày đau khổ vì nỗi mong cầu. Mà cầu mà không được á nghe, nỗi sầu lại tăng. An vui gì đã biết rằng, tham là gốc khổ, cớ chi phải cầu. Vỗ tay đi. Vì vậy, thưa với quý vị, cái bài giảng hôm nay nó đơn giản mà nó khó thực hành. Giáo pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật nói ra để chúng ta thực hành, phải tập sống theo. Thì ngày hôm nay chúng ta tập sống theo, tập sống cái gì? Chấp nhận, tìm vui trong hiện tại thôi. Đừng bao giờ tìm vui trong tương lai, cũng đừng bao giờ là tìm vui trong quá khứ. Ở đây kính thưa quý vị, biết rằng nhân loại sống vì tiền, có tiền nhân loại mới bình yên. Đồng tiền là phương tiện để sống, nhưng chớ vì tiền quá đảo điên. Cũng có câu người ta nói, cái người nghèo biết đủ là thành người giàu á.
biết đủ là giàu sang mà. Còn mình không biết đủ lúc nào cũng nghèo, vì thấy thiếu mà sao mà giàu được, được không nè? Cái người biết đủ thì họ mới giàu. Ở đây chúng tôi xin lỗi quý vị, nói một câu trắng trợn luôn là tất cả chúng ta ai cũng nghèo hết rồi. Mặc dù chúng ta có nhiều tiền bao nhiêu, nhưng mà theo cái lời dạy của Đức Phật á, là chỉ có người biết đủ mới giàu. Cái người nghèo mà biết đủ vẫn giàu, còn hơn là người giàu thấy thiếu, phải không nè? Người biết đủ tuy nghèo mà giàu, người không biết đủ tuy giàu mà nghèo. Ở đây có cái bài thơ nhìn xuống biết đủ. Đừng quá nô lệ đồng tiền, lu mờ đức tánh đảo điên cuộc đời. Biết đủ đạo đức sáng ngời, tâm hồn thanh thản, cuộc đời an vui. Nhìn xuống, nhìn tới, nhìn lui, thấy mình có phước là vui lắm rồi. Bởi trong cái cõi luân hồi, gieo nhân gặt quả, xa xôi là gì? Đạo Phật là đạo từ bi, lời vàn Phật dạy, hãy ghi vào lòng. Đừng vì tham vọng lòng vòng, quên gieo phước đức, chỉ mong cầu tài. Nhân quả không từ một ai, có phước cũng phải tiêu xài giản đơn. Đừng đua đòi tính thiệt hơn, sẽ gây tổn phước, cô đơn lạnh lùng. Quý vị đồng ý chúng tôi là danh lễ đến rồi danh lễ đi không? Chứ đâu có nào nó ở với mình hoài được. Ham chi một chút nhất hay nhì, đêm nằm thao thức tâm điên đảo, hơn thua tranh chấp nhọc công lao. Quán thù chi để khổ lòng nhau, nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào, kiếp này kiếp khác luân hồi mãi, nợ nần gian díu khổ làm sao. Mình tin là có luân hồi, có nhân quả, có nợ nần, có quan trái, có duyên mới gặp nhau chứ. Thưa với quý vị, chúng tôi với quý vị chắc cũng có duyên dữ lắm à, thấy không nè? Cái người có duyên nó ngộ lắm, lòng vòng cũng gặp à, mà không duyên rồi thiệt xin lỗi quý vị, trước mặt cũng không thấy nhau nữa. Hôm nay mình chắc là luân hồi trong kiếp trước cũng chắc có duyên dữ lắm à. Hôm nay mấy thầy trò ngồi đây nhìn nhau, thấy không nè? Có duyên thì chân trời cũng sẽ gặp à. Chúng tôi ở trước, tôi ở trong miền Nam à. Tự nhiên bây giờ có duyên ở Đà Nẵng à. Năm nay trúng số Đà Nẵng à. Từ bữa giờ ra Đà Nẵng cả chục lần à. Còn ra nữa. Duyên kỳ ngộ mà. Mà vô duyên trước mặt cũng như không. Vì thấy có một số người ở gần chùa mà không có duyên với chùa cũng không đi. Nhưng mà họ có duyên với mấy cái chùa xa xa. Cho nên, hả? Cho cái gì? Cho mấy bài thơ, à, cụ xin mấy bài thơ, thấy mấy bài thơ hay quá. Nghe lời Phật dạy hãy tu mau, giữ tâm trong sạch để khi nào ra đi nhắm mắt hồn thanh thản, không còn lo nghĩ chuyện lao sao. Mình thật sự là lo nghĩ cái chuyện gì đâu không à. Chuyện đáng lo mình không lo, chuyện không đáng lo thì mình lại lo. Mà người ta lo để người ta an, còn mình lo để bất an. Thôi lo làm chi, thấy không nè? Cuộc đời này ví dụ mình có chuyện gì mình đã sắp xếp, mình lo rồi thì mình phải an tâm đi, đúng không nè? Một cái sự việc gì đó, một cái công chuyện gì đó mà mình có chuẩn bị, có lo rồi thì mình an tâm hay là bất an? An tâm hay là không an tâm? An tâm. Chính vì mình lo không đúng cho nên mình không có an tâm. Ví dụ kiếp này mình biết dung trồng công đức phước báo, thì có ra đi kiếp sau mình có an tâm không? An tâm. Tại vì sao? Mình có tư lương, có hành trang, có tài sản để mang đi.
Còn cái người mà chuyện đáng lo không lo, đến chừng mà ra đi cái hết hồn trọi tới rồi hả? Đó, lúc đó mới lo dữ à. Chúng ta chung sức hãy cùng nhau dựng xây thế giới đẹp muôn màu, nơi ánh đạo vàng lan biển rộng, không còn thấy nữa cảnh thương đau. Đó. Hôm nay thấy quý vị quá là dễ thương, nghe pháp mà vỗ tay ủng hộ giảng sư tích cực quá. Cho nên nhân dịp này thưởng quý vị một bài hát. Thể loại của chúng tôi là nhạc đời mà lời đạo, hiểu chưa? Chúng tôi phải giới thiệu như vậy, nếu không là quý người nghe ta nói chúng tôi đạo nhạc à. Nhạc đời là cái bài nhạc này, nó là cái bài nhạc ngoài đời, nhưng mà cái lời chúng tôi hát là lời đạo, hiểu chưa? Cái này là nhạc đời lời đạo chứ không phải đạo nhạc, tại mình giới thiệu cái bài đàng hoàng mà. Cái bài mà chúng tôi xin gửi đến quý vị, nhạc đời có tên là Thu Sầu là khổ. Mùa thu nè, đang là mùa thu khổ. Nhưng mà cái lời nhạc đạo của chúng tôi là gì? Thu vui, không còn sầu nữa. Tại vì mình sao mà sầu? Đau khổ gì nói mong cầu, cầu mà không được thì nói sầu lạ để tăng. Bây giờ sao? Ăn vui gì đã biết rằng tham là gốc khổ, có chi phải cầu. Bây giờ là thu vui. Đời thì khổ sầu, đạo thì vui, đúng không nè? Đức Phật là Ngài ra đời mang đến niềm an, an vui. Mà lời dạy của Đức Phật là gì? Có công năng là ly khổ đắc lạc. Mà mình là đệ tử của Đức Phật, đi theo con đường của Đức Phật dạy, thì mình phải sao? Mình phải sao? Phải bớt khổ thêm vui. Mà chúng tôi báo cho quý vị biết nha, vui vẻ thì khỏe liền, mà buồn phiền thì sanh bệnh đó. Đâu cười một cái cho vui cho nó khỏe coi. Thấy không nè? Chưa biết đạo thì buồn rầu rĩ dữ lắm. Nhưng biết đạo rồi thì phải làm sao? Phải vui. Cuộc đời có hợp có tan đúng không? Định lực tự nhiên quá phũ phàng, mỗi năm mỗi tuổi đời thêm ngắn, lo lắng làm chi chuyện thế gian. Biết đạo thì không buồn chuyện trái ngang nữa. Biết đủ thì không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả lòng thanh thản, nghe lời Phật dạy sống an khang. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Thu Vui, được viết theo bài nhạc đời Thu Sầu. Cho một tràng vỗ tay. Ngày xưa tham đắm bước chân lầm lỡ, cuộc đời sanh tử vui lắm chân tâm, dòng tìm chân lý nào biết nơi đâu, còn chi kịp sống chỉ trong một thoáng. Người ôm thương nhớ ra đi từ đây, lòng đầy chán chứa dòng tưởng du gia. Ngày tàn sắp đến lòng chẳng chưa yên, thương thay kiếp sống nào biết ra sao. Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu, đừng vì danh sắc để lầm thương đau. Hòa cùng tự tưởng thiền chí thanh cao, mong sao ơn lành chiếu sáng, đời sống có chi mong cầu. Người nhớ chăng người từ trong đêm tối cố vương mà sống,
Phật đã soi sáng nguồn sống chân tâm, giờ tìm chân lý lìa khỏi ưu tư, quên đi bao kiếp vòng chập đào thường. Người tư ngang dâm dê mán nói sâu, đừng vì danh sắc để làm thương đau. Hòa cùng tư tưởng thiền chí thanh cao, mong sao ơn lành chiếu sáng đời sống, có chi mong cầu người nhớ chân người. Từ trong đêm tối cố dương mà sống, Phật đã soi sáng nguồn sống chân tâm, giờ tìm chân lý lìa khỏi ưu tư, quên đi bao kiếp vòng chập đau thương. Hát mà thượng tọa trụ trì bước ra luôn đó, chắc thượng tọa trụ trì muốn tặng bông đó quý vị. Dạ, cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất là nhiều. Quý vị thấy hát giống tụng kinh không? Trời ơi, dốc tụng kinh không chịu. Hay hơn tụng kinh hả? Tụng kinh phải hay không? Tụng kinh Phật phải hay hơn. Bài hát này mục đích của chúng tôi muốn rằng là trước đây mình chưa có học Phật thì mình buồn rầu, đau khổ, vọng móng, chấp nhất vân vân. Bây giờ mình học Phật rồi, biết đạo rồi thì bớt buồn đi, hiểu chưa? Mình mà cứ ám ảnh bởi quá khứ, thứ nhất là vì tuổi tác nó qua thấy buồn dữ lắm. Bây giờ mà soi gương thấy nó buồn ghê lắm. Cuộc đời này có hợp có tan, định lực tự nhiên quá phũ phàng. Mỗi năm mỗi tuổi đời thêm ngắn, đúng không? Mà lo lắng làm chi? Chuyện thế gian, cái chuyện thế gian nó là luân hồi. Mà hãy mình lo, mình lắng là mình buồn, mình sao? Hôm nay mình biết đạo rồi thì sao? Không buồn chuyện trái ngang. Tại sao chúng tôi nói biết đạo không buồn chuyện trái ngang? Đố quý vị. Vì chúng ta hiểu lực nhân quả, tin sâu nhân quả. Có nhân mới có quả, đúng không nè? Ông bà mình có câu có lửa mới có khói, đúng không nè? Đâu có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán thôi, hận nay thêm đầy thôi. Oán nên giải chẳng nên gây. Giờ oán thù mình nên giải hay nên gây vậy? Giải chứ gây thêm chi nữa, gây nhiều quá rồi. Quán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh, không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui, phải không nè? Trước đây á, mình chưa biết đạo, tối ngày mình mong cho mình được giàu sang, được phước đức, được sống lâu, được của cải, được danh vọng, được mọi thứ hơn người khác. Những cái người mà cái tối ngày mong như vậy, theo quý vị người này có biết đạo không? Chưa biết đạo. Họ chỉ mong cái phước thôi, họ mong cái quả lành thôi. Còn người biết đạo rồi thì sao? Biết đạo rồi thì sao? Trời ơi, mong gì nữa có được đâu mà mong. Phải có phước mới được. Kiếp trước có tu thì mới được giàu, phải nhớ như vậy. Mà kiếp trước không tu mà kiếp này quý vị mong giàu có không? Đừng có mong. Có được đâu mà mong. Giàu có do bố thí, kiếp trước làm biến bố thí quá. Trời ơi, kiếp trước quý vị biết không,
của cải như nấm ruột rồi đó, mỗi lần xài đứt tẹt tẹt tẹt, đứt từng đoạn ruột thì sao mà bố thí được, thấy không nè. Cho nên thì kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó cứ đeo. Còn người ta thì kiếp trước có tu mới được đức giáo. Nhưng mà Đức Phật khuyên rằng là kiếp này sung sướng lại quên sau. Đó. Có nhiều người kiếp trước có bố thí cúng dường, kiếp này giàu lắm nhưng mà sung sướng quá cái quên. Sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào. Có nhiều người giàu lắm cái gì, có phước, tại trước có tu mới được giàu, kiếp này họ sung sướng thì họ quên. Cho nên là mình phải lúc nào cũng nhớ, nếu như kiếp này mình giàu thì mình biết rằng kiếp trước mình có tu. Rồi kiếp này mình sung sướng, nhớ đừng có quên. Trời ơi, sung sướng rồi quên đi. Gieo phước ắt sẽ có phần, trồng cây tươi tốt dần dần nở hoa, mai này phước đức đầy nhà, ấm im hạnh phúc đậm đà tình thương. Đó, mình cứ dễ dàng mình hiểu rằng á là không có gì tự phát sanh, đâu có gì tự nhiên lắm trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, bớt trách móc đi, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả thì hạnh phúc có đâu xa. Mà cái tâm mình có buông xả không? Không, không có buông xả. Trời ơi, lũ lụt lên mà ướt đồ ướt đạt đi, la rùm trời đất hết, trách trời trách đất, trách ông chồng mình sao không nhanh nhanh vô dọn để cho nó ướt hết của cả. Trách không biết cái trách móc, bớt trách đi. Nếu cái tâm mình nó buông xả, mọi việc mình giải quyết bằng cái tâm mà buông xả, hỷ xả thì nó an lạc lắm. Còn mọi việc mà mình giải quyết bằng cái tâm sỉ vả không sao mà an lạc. Hiểu sỉ vả và hỷ xả không? Đó, giữa cái gọi là hỷ xả và sỉ vả thì tu cái nào? Quý vị biết hỷ xả nó an lạc cho mình mà nó an lạc cho người. Còn sỉ vả đó nghe, nó khổ cho mình và nó khổ cho người nữa, chứ tao ăn vui đâu. Vậy mà cứ mở miệng nói con tu theo Phật, mà tu theo Phật thì phải từ bi, hỷ xả, trí tuệ, thấy không nè. Mà thấy có miếng nào hỷ xả đâu, toàn là sỉ vả không. Cái người ta không tu người ta sỉ vả không nói. Còn mình á, ngày nào cũng đi chỗ à, ngày nào cũng gần các sư thầy, khóa tu chùa Huệ Quang tháng nào cũng có mặt, mà tu riết không thấy hỷ xả mà toàn thấy sỉ vả. Tội cho chùa Huệ Quang à. Mày mốt mà cứ hỷ xả thì nói tu ở Huệ Quang nghe, mà còn sỉ vả thì ở tu đâu nói, tu trên núi trên rừng gì đi, đừng có nói tu. Tội nghiệp thượng tổ trụ trì. Trời ơi, thượng tổ trụ trì tổ chức ra cái khóa tu này, tạo duyên lành cho quý vị về đây để mà nghe văn kinh thánh pháp để mà tu tập. Thì bây giờ mình phải tập. Hôm nay chúng tôi nói quý vị tập thôi. Tập chấp nhận tiền vui trong hiện tại. Bây giờ nè, thứ nhất nhìn lên thì cảm thấy khổ tâm hoài, thôi đừng có nhìn lên nữa, nhìn xuống không được. Nãy giải rồi, đâu. Nhìn ngang ngang thôi, nhìn lên thì khổ, phải không nè, khổ tâm, rồi than trách. Nhìn xuống thì sao, ngã mạn, ngạo mạn, ta đây giàu có mà, đúng không? Cho nên mình cái nhìn trung đạo. Đó, tức là không nhìn lên mà không nhìn xuống. Nãy nói rồi, vượt bậc lưu là gì? Bước tới thì sao? Nước cuốn. Dừng lại thì chìm xuống. Không bước tới, không dừng lại là vượt bậc lưu. Chỗ ta đi. Nhìn lên thì khổ, mà nhìn xuống cũng đâu có vui đâu.
Thấy không nè? Cho nên nhìn trung đạo. Đức Phật ra đời Ngài dạy cái con đường trung đạo. Ngài dạy chúng ta tránh hai thái, thái cực. Một là gì? Quá lợi dưỡng, quá hưởng thụ. Hai là quá khổ, khổ hạnh. Tu mà khổ hạnh quá Đức Phật nó cũng không được. Ép sát quá. Tại đâu có cái trí tuệ nào mà nó sanh trong một cái thân thể bệnh hoạn. Thấy không nè? Trong một cái thân thể mà ốm đau, bệnh hoạn thì trí tuệ phát sanh nổi không? Trời, nằm đó mà rên không ở đó mà tu nổi. Trí tuệ phải phát sanh trong một cái thân thể khỏe, khỏe mạnh, thân khỏe thì tâm mới an. Thấy không nè? Bây giờ cái thân mình nó đau muốn chết, nó bệnh, nó ốm, nó đau dữ lắm. Kiếp trước mình là tạo nghiệp nhiều quá. Kiếp này mạnh khỏe sống lâu là do kiếp trước gieo sầu nhân lành. Kiếp này bệnh hoạn mỏng manh là do kiếp trước sát sanh quá nhiều. Nếu kiếp trước mình sát sanh quá nhiều thì kiếp này bệnh muốn chết luôn. Quý vị thấy bệnh sao tu? Bây giờ hôm nay thí dụ nghe, thân quý vị khỏe, quý vị mới đến đây ngồi nghe pháp để tham dự khóa tu. Bây giờ thân mà quý vị bệnh, nằm trong bệnh viện thở oxy sao tu? Có nhiều người vô trong bệnh viện á, khuyên cái người thở oxy á, ráng niệm Phật đi. Biết trả lời sao không? Thở còn không nổi. Lúc mà thở nổi không chịu niệm. Đợi đến chút mà thở không nổi á, là mới lúc mới niệm, niệm được kể hết kịp rồi. Muộn rồi. Thấy không nè? Cho nên mới chớ để về già rồi mới tu Phật đó. Niệm gì nói niệm. Bây giờ còn khỏe không niệm. Còn khỏe dễ vui. Đến chừng già cái bắt đầu lo tu. Trời ơi, nó nhức chỗ này, nó đau chỗ kia, nó thở không nổi, ở đó mà tu. Cho nên Đức Phật mới nói là trẻ không sớm biết tu hành, không lo tài sản để dành mai sau, cò già ủ rũ bên ao, cá tôm chẳng có, xanh xào chết dần. Nói như vậy không phải là chê mấy người già tu nghe. Người già tu tốt lắm. Nhưng mà ý chúng nói là nếu hồi trẻ mình tu thì tốt hơn. Vì cái người nào tu là tốt hết. Nhưng mà người trẻ tu tốt, người già tu không tốt đâu. Chỉ sợ mình không tu thôi. Cũng như bây giờ mình nói là tu chùa, tu chợ, tu nhà. Tu đâu cũng được, miễn là có tu. Chứ bây giờ mình nói là ở chùa mình không tu cũng vô không. Tu ở đây là gì? Là mình phải tập thực hành một cái nếp sống, một cái hành vi suy nghĩ cho chân chánh. Trong đó Đức Phật Ngài dạy thứ nhất, tập sống chân thật, tập sống tâm rộng rãi vị tha, tập sống trì giới, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới hạnh. Đó, tập làm việc thiện hơn làm việc ác. Đơn giản, thí dụ trước khi mở miệng mình xét coi mình nói với cái tâm gì. Đó. Nếu mà nói với cái tâm từ bi hỷ xả thì nói, còn nói với cái tâm ganh tị sỉ vả thì dứt phát không nói. Đúng không nè? Giải gì mà nói? Vì nói với cái tâm từ bi hỷ xả thì nó gieo trồng nhân gì? Nhân lành. Đời sau sanh ra toàn là nghe ta niệm Phật không. Còn nói với cái tâm sân si sỉ vả là gieo nhân gì? Nhân gì? Nhân ác. Đời sau sanh ra nghe ta chửi lộn không? Mình không chửi, người ta cũng chửi cho mình nghe nữa. Thấy không này, nhân nào quả đấy. Cho nên hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý về nhân quả rồi thì dứt khoát quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện
hiện tại. Tuệ quán chính ở đây. Hôm nay chúng ta tập tìm vui trong hiện tại. Mình có cái niềm vui ngay trong hiện tại mà mình không thấy vui. Tại sao? Là vì mình không có trí tuệ. Mình cứ thấy vui ở tương lai không? Thưa với quý vị, đời ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống. Sao ta hoài mơ ước chuyện xương tan? Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian? Bây giờ mình cứ rầu rĩ, rầu ri, lo âu, sầu khổ. Mà quý vị biết từ đâu mà mình sầu khổ không? Là do mình quá lo. Mình lo cho tương lai của mình mà. Mình không hiểu từ đâu mà cứ mình nghĩ ngày mai mình được vui, ngày mai mình hạnh phúc. Bắt đầu mình ráng, bây giờ mình lo. Mà lo lớn lắm nghe, cái nỗi lo của mình chứ lo mà nó quá mức đến một độ mà lo âu luôn. Mình lo nó quá mức mà lo sầu luôn. Mình lo nó quá mức mà lo lắng, lo sợ luôn. Lo quá mà sợ. Quý vị hiểu từ đâu mà mình sanh ra cái chữ sợ hãi không? Vì mình quá mong cầu thành công, cho nên mình rất sợ thất bại. Đó, quý vị nghe cái chỗ này. Mình mong quá mong cầu hạnh phúc, cho nên mình rất sợ khổ, khổ đau. Đúng không nè? Đơn giản. Vì bạn mong cầu thành công cho nên bạn sợ thất bại. Nếu bây giờ mình không mong cầu thành công, mình có sợ thất bại không? Cái người đi thi thì mới sợ rớt. Còn cái gì có đi thi đâu mà sợ rớt. Mình mong cầu hạnh phúc cho nên mình sợ khổ, khổ đau. Cái bậc trí tuệ họ không có thèm. Mình dùng cái từ vậy đó. Hạnh phúc gì hết trơn á. Cho nên họ cũng chả để ý đến cái khổ đau. Mình nhìn họ mình thấy khổ lắm. Nhưng mà tại cái người đó, người ta đâu có mong cầu hạnh phúc đâu, mà người ta thấy khổ. Thấy không nào? Cái người mong cầu hạnh phúc mới khổ. Bản thân chúng tôi đã trải qua một cái chứng nghiệm rồi. Khi chúng tôi còn nhỏ đó, khoảng chừng 18-20, chúng tôi đi một cái chiếc xe khách. Đi trên một chiếc xe khách, chúng tôi ngồi ở phía trước. Phía sau chúng tôi có hai người Phật tử. Họ nhìn chúng tôi, họ xì xầm. Họ nói: mày ơi, sao tao thấy ông thầy này, ông trẻ mà ông đi xuất gia, ông tu chắc khổ lắm, tội nghiệp ông quá mày ơi. Họ nghĩ làm sao không biết, họ nghĩ chữ đi tu là khổ lắm. Họ sanh cái tâm tốt là tội nghiệp. Chúng tôi ngồi trên nghe, chúng tôi mới suy nghĩ: không biết ai khổ hơn ai. Tại vì cái người đời họ quan nghĩ rằng, quan niệm rằng đó là cái người mà bỏ đi tu ngày xưa đó, lúc chúng tôi 20 tuổi thì cách đây cũng chắc cũng khoảng 30 năm. Họ nghĩ là cái người đi tu là chắc cái người đó là phải vấp phải một cái gì đó khổ đau dữ lắm. Họ mới đi tu mà ông thầy nó còn quá trẻ luôn. Chắc ông cũng thất tình hay gì đây. Ông khổ dữ lắm mới đi tu. Rồi họ lại nghĩ tội cho chúng tôi thôi. Nhìn thấy tội, trẻ quá, giống như mình nhìn đứa một đứa con nít vậy đó. Mà đi tu mình thấy sao mà tội quá, ba mẹ đâu, bỏ con hay cái gì vân vân. Thấy cái hoàn cảnh là đi tu mình thương. Nhưng mà trong đạo Phật của chúng ta thì thưa với quý vị, mình lấy cái khổ đau mình làm nền. Tại Đức Phật Ngài dạy là khổ này cần phải liễu tri. Cái người tu chúng ta thật sự là không nên sợ khổ. Nhiều khi cái khổ nó trợ cho cái vui bằng cảnh duyên. Mình thấy mấy cái cảnh mà người ta thiếu phước, nghèo, đói, bệnh tật, ốm đau, mình phải suy ra cái nhân gì mà họ bị chịu như vậy, thì mình nên tránh cái nhân đó. Mình gieo cái phước ngược lại. Đúng không nè? Chứ không phải mình nhìn nó rồi mình nói trời ơi sao tôi khổ quá vậy. Mà khổ như vậy thì thử hỏi quý vị, chứ cả cái thế gian này quý vị khổ chết tối ngày sang đêm luôn á. Người nghèo thì quá trời, người bệnh thì khỏi nói, sanh lão bệnh tử mà. Thấy không nè? Trẻ thì mình thương theo trẻ, già thì mình thương theo già.
mà mình không chịu quán sát cái pháp của Đức Phật bằng trí tuệ, cứ ra thấy ai nghèo quá cái mình thương. Mà mình thương như vậy là mình tức cảnh sanh tình, hiểu ý được không? Thấy ta bệnh cái mình thương, người ta khỏe không thương, làm ơn làm phước thương hết giùm đi. Tại vì sao? Cái người giàu họ có cái khổ, nỗi khổ của người giàu, người nghèo lại có cái nỗi khổ của người nghèo. Hai người này mỗi người nó có một cái khổ và cái vui riêng. Bây giờ đi ăn đi, mà giữa một người bạn, hai người bạn đi ăn chung, một người bạn giàu có, một người bạn nghèo, thì đi chung ăn uống thì tất nhiên cái người bạn giàu phải trả tiền rồi đó. Còn cái người nghèo này, tôi nghèo muốn chết là trả gì? Thấy không nè? Bây giờ ở nhà có hai anh em, người bệnh với người khỏe. Cái ông bệnh thì ông lên giường nằm nghỉ, bệnh mà. Còn cái ông khỏe ông làm muốn chết thì... Cái người khỏe đó dọn dẹp đi. À, giờ vợ chồng cũng vậy. Ông chồng ông bệnh ông nằm giường cứ nhìn ông cừ không à. Bà vợ quằn quật làm muốn chết. Mình phải nhìn như vậy. Mỗi người nó có cái khổ và có cái hạnh, hạnh phúc. Để chi vậy? Mình bớt đi cái tâm gọi là tức cảnh sanh tình, vui đâu chút đó. Mình thì ngộ lắm, cái nhìn cảnh cái là bắt đầu sanh tâm à. À, mình thuộc cái dạng mà lên chùa thấy Phật muốn tu á, mà về nhà thấy vợ thấy chồng thì công phu không đành, thôi ở nhà tiếp, bỏ không được. Ví dụ như vậy, lên chùa thì sư dạy thôi hỷ xả vị tha bác ái, à, tất cả chúng sanh đều có cái duyên nghiệp với nhau, đến cũng là cái duyên, ra đi cũng là cái duyên, mà về nhà chồng bỏ đi thì biết không được à, dứt khoát là phải đi theo giữ lại đó. Cho nên mình thuộc cái dạng tức cảnh sanh tình. Cho nên chúng tôi hay nói cái bài thơ mà con là ai đó, con là một đứa con lai, nửa lai Đức Phật mà nửa lai ta bà. Con là một trái me già, nửa kia còn lại thì là chôm chôm, hiểu không? Hài nhi mà tóc bạc á, ở ngoài thì già rồi mà trong lòng vẫn còn hài nhi á, là cũng còn sanh sự. Thôi mình già rồi mà sanh sự gì nữa, hơn thua gì nữa, nhưng mà vẫn sanh sự. Già nhiều khi còn dữ dằn lắm á, cũng hơn thua, cũng bon chen. Mà già rồi trong lòng thì cũng gai góc không, thấy chôm chôm là vậy. Cuộc đời con thích ôm đờm, 28 ngày mặn, 2 hôm muối mè. Bữa thì mặc áo hoa què, đến ngày vía bụt thì ấp e làm hiền. Trời ơi, thấy thương ghê không? Vỗ tay đi. Nửa mê cái cảnh chùa chiền, nửa mê đi shop, mê tiền rồi lại mê yêu nữa. Trời ơi. Con là thập cẩm đủ điều, nửa thương Đức Phật mà nửa thương nhiều người ta nữa sao tu. Trời ơi. Đó. Cho nên đó này, thưa với quý vị, do mình mê đề cho nên mình mới chán đời. Thật sự là vậy. Không mê không chán thảnh thơi cõi lòng, khi tâm thanh tịnh sáng trong, bờ mê bến giác thông dòng đi về. Đơn giản là vậy. Mình mong cầu thành công cho nên mình sợ thất bại. Mình thích hạnh phúc cho nên mình sợ khổ đau. Mình mong đẹp cho nên mình sợ xấu lắm. Mình thích giàu cho nên mình sợ nghèo. Đơn giản. Mình thích trẻ cho nên mình sợ già. Đơn giản. Như vậy thì cái ham thích của mình nó lớn bao nhiêu thì cái sợ của mình nó lớn bấy nhiêu. Đơn giản. Mình học pháp rồi. Cho nên bây giờ mình muốn cho nó bớt cái sợ, cái khổ đi, thì bớt cái kia đi. Hiểu không? Mong cầu thành công quá thì sợ thất bại lớn. Thôi bây giờ sống đời vui đạo hay tùy duyên đi. Hiểu không? Thì nó nhẹ liền cái được cũng được, mà không được cũng được. Đó đó. Ai là những người con Phật? Tâm không dao động chở người, tùy duyên tùy phận mà yên cuộc đời. Gặp may thì không đắc chí lòng, đơn giản là phước của mình. Gặp rủi không động nao lòng trách than, nghiệp của mình. Bị chê chẳng có thở than, được vui ca ngợi không màng tự cao. Ai mà khen mình ca ngợi mình mà không mang tự cao, được khen ca ngợi không màng tự cao.
cảnh vui, cảnh khổ thế nào, xét cho kỹ đều là nhân quả ta đây tạo thành. Điều quan trọng là gì? Giữ thân khẩu ý trọn lành, an vui tự tại, đạt thành quả cao. Thưa quý vị, thời gian đã hết, vì còn phải dưỡng sức để giảng pháp trưa nay với chiều nay nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên hoằng pháp tại thành phố Đà Nẵng, giảng một ngày ba chùa. Cái này cũng giống như là giảng sư ngôi sao vậy đó. Giống như ca sĩ mà ngôi sao vậy đó. Giảng nhiều show vậy đó. Cho nên bây giờ xin được khép lại ở đây. Nội dung chính của bài giảng hôm nay quý vị nhớ chưa? Tập tìm vui trong hiện tại. Đơn giản là gì? Nhìn lên thì khổ, nhìn xuống cũng khổ. Thấy không nè? Chấp nhận tìm vui trong hiện tại, những gì ta có được hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay chánh định trước khi dứt lời, xin được nói lời niệm ân đến thượng tọa trụ trì, phó trưởng ban trị sự, kiêm trưởng ban hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn, cùng với chư tôn đức tăng trong ban tổ chức đã tạo duyên lành cho chánh định được về đây khóa tu lần này để được chia sẻ Phật pháp với quý vị. Trong khi chia sẻ, nếu có điều gì sơ sót, kính ngưỡng mong trên chư tôn thiện đức tăng dưới toàn thể đạo tràng Phật tử niệm tình hỷ xả cho, chứ đừng có sĩ bạc. Trước khi dứt lời, cầu chúc cho chư tôn đức cùng toàn thể quý liệt vị sức khỏe bình an, thân tâm luôn được an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.